Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa tất cả quý vị, như chúng ta đã biết, vào ngày 22 tháng 4 năm ngoái, vào khóa tu Phật Thất lần thứ 5, cũng tại nơi đạo tràng Amitabha đây, bà cô viện chủ đã thâu thần thị tịch và chuẩn bị cho ngày lễ tiểu tường của Cố Ni Sư viện chủ để nói lên công hạnh cũng như cuộc đời hành đạo của bà cô đã 79 năm góp mặt với cuộc đời, làm biết bao nhiêu việc từ thiện xã hội cho đến Phật sự. Giờ này hình ảnh của bà cô còn đó, đã lưu lại cho chúng ta biết bao nhiêu thâm tình và nghĩa cử. Ân thâm nghĩa trọng sánh bằng non, hạnh nguyện công phu quả đã tròn, chúng con đền đáp noi gương sáng, mãi mãi vẫn còn hiện nét son. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Ni, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng. Lời đầu tiên, thay mặt cho môn đồ pháp quyến của Cố Ni Sư viện chủ chùa Long Vân, xin thân gửi đến Chư Tôn Đức Ni, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng cộng tu trong khóa tu Phật Thất lần thứ 15 này, lời chào mừng thân thương và nồng nhiệt nhất. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Ni, kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng, hôm nay là ngày vui mừng nhất của đạo tràng chùa Long Vân, đã hoàn tất được chánh điện lầu trên và an vị Tam Thánh Đức Di Đà, Quan Âm và Thế Chí buổi lễ vừa qua, và giờ này cũng nhằm ngày tiểu tường của bà cô viện chủ chùa Long Vân, chúng con cũng xin gửi đến Chư Tôn Đức Ni, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng một món quà tinh thần. Một món quà tinh thần hơn tất cả những món quà khác, đó là chúng ta ôn lại cuộc đời, công hạnh và sự tu tập của bà cô viện chủ chùa Long Vân, để chúng ta lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ nam trên con đường học Phật. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, chắc có lẽ là trong đạo tràng này ai ai cũng đều có đủ duyên xem được cái cuộn phim Không Thể Nào Quên của bà cô viện chủ. Và cũng trong đạo tràng này cũng có nhiều vị đã tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 5 tại đạo tràng Amitabha, và đã được chứng kiến sự ra đi vãng sanh của cố bà cô viện chủ chùa Long Vân. Nhưng mà trong cái phim Không Thể Nào Quên thì môn đồ pháp quyến chỉ muốn lưu lại một chút hình ảnh và công hạnh để chúng ta noi gương tu tập. Cũng đều có duyên xem được cái bộ phim Không Thể Nào Quên của cô chủ, và trong nội đàn này cô và toàn thể đại chúng những cái chi tiết rất cụ thể để chúng ta nghe và hiểu và cảm thông, để chúng ta nghe, chúng ta thấu được cái sự tu tập của người đi trước, để chúng ta noi gương theo cái hành của bà cô mà niệm Phật cầu vãng sanh. Bà cô xuất gia năm 39 tuổi, và năm 39 tuổi thì bà cô lúc chưa xuất gia
cũng có ý định là sau khi những đứa con của mình lớn lên, mình sẽ đi tu. Nhưng lúc đó, người con út của bà cô mới có 7 tuổi. Và năm đó là năm 1972, 71. Thì con đã đi tu năm học lớp 2. Và bà cô dự định là khi đứa con trai út lớn lên thì đi tu. Nhưng đến năm 39 tuổi là năm 1971 thì bà cô lâm cái trọng bệnh, nằm bệnh viện 6 tháng mà bác sĩ không chữa được. Đó là bệnh tim. Và bệnh tim của bà cô không phải là một thứ mà bệnh rất nặng. Bác sĩ chữa 6 tháng không hết. Khi bà cô đưa về nhà chờ chết, lúc đó nhớ lại cái hạnh nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly, và trong gia đình đã trì chú Dược Sư. Bà cô nhờ Đức Dược Sư cứu, và sau 7 ngày uống nước Dược Sư, bà cô đã khỏe trở lại. Đến ngày thứ 8, bà cô giữ lời hứa của mình, lời phát nguyện với Đức Dược Sư: nếu Ngài cứu con sống lại thì coi như con đã qua cái đời khác. Con phát nguyện xuất gia. Sau 7 ngày uống nước Dược Sư, bà cô khỏe, và đến ngày thứ 8, bà cô vào chùa Huệ Lâm, xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, xuất gia với cố sư bà chùa Huệ Lâm. Bắt đầu từ đó, bà cô thấy sức khỏe mình không cho phép, cho nên ra chùa Long Vân này, được cố sư ông viện chủ chùa Long Vân, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh giao ngôi chùa này cho bà cô làm trụ trì năm 1972. Lúc đó ở nơi đây là một khu rừng hoang vu với một ngôi chùa đất lợp lá tranh, nghèo nàn, khó khăn và gian khổ. Suốt 40 năm nơi trụ xứ này, bà cô đã đóng góp cái công sức của mình cho đạo tràng Long Vân. Và trong 40 năm này, bà cô tu hành tuy rằng rất cực khổ gian nan, nhưng mà cái bệnh tim của bà cô không hề tái phát. Điều này chúng con cũng muốn nói đến cho tất cả chúng ta là người tu tập. Đối với khoa học, một người bị bệnh tim trầm trọng như vậy thì dầu cho có mạnh chăng nữa cũng 3 năm, 2 năm, 5 năm cũng vẫn tái phát bệnh tim. Nhưng riêng bà cô được sự nhiệm màu của Phật Pháp, được Đức Dược Sư cứu và coi như đã sang cái đời khác. Trong 40 năm bà cô sống khỏe và làm việc phụng sự cho Tam Bảo. Đến năm 1995 thì bà cô giao cái ngôi chùa này lại cho con trụ trì. Nhưng lúc bấy giờ còn đi học thành phố Hồ Chí Minh, cho nên con chỉ có về để trùng tu cái chánh điện Long Vân, còn chưa có chánh thức về ở. Đến năm 1999 thì con về cái ngôi chùa này, bắt đầu từ đó trụ trì cho đến hôm nay. Và được gần gũi với một người mẹ thân thương của mình chỉ trong vòng có 10 năm. Tức là năm 1999 đến năm ngoái là 2009 thì con được gần gũi với bà cô và được biết qua cái sự tu tập của bà cô. Cho đến năm 2007 thì khi trong một cái mùa an cư vào ngày niệm Phật thì con phát tâm xây dựng đạo tràng Amitabha và trình lên với chư tôn đức ni Trường Hạ. Ai ai cũng đều rất là phấn khởi, vui vẻ và đóng góp cái tịnh tài bao xi măng, một viên gạch để xây dựng đạo tràng Amitabha. Lúc đó,
con tâm sự với người mẹ của mình, tức là bà cô. Và bà cô rất là hoan hỷ cho đốn hết một cái vườn cây ăn trái. Ngày xưa khu vực này là một vườn cây điều và cây mít. Bà cô đã trồng rất là gian nan. Nhưng mà vì cái việc của Tam Bảo, bà cô rất vui vẻ, phấn khởi cho đốn hết cái vườn cây này và bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2007. Cho đến tháng 11 năm 2008, vào ngày vía của Đức Phật A Di Đà, ở nơi chánh điện này long trọng tổ chức ngày đại lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà. Bắt đầu khóa tu Phật thất lần thứ nhất là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Thì con có tâm sự với bà cô là xây dựng đạo tràng Amitabha rất là khó khăn gian khổ. Nhưng mà sự xây dựng này chúng ta có thể thành tựu được. Riêng cái việc vãng sanh không phải dễ. Mà hiện giờ đạo tràng Amitabha, những người đến tham dự khóa tu cũng như là quý sư cô và đại chúng, ai cũng nhìn vào con và cô. Là bởi vì nếu chúng ta mở đạo tràng Amitabha mà chúng ta niệm Phật mà không được vãng sanh thì lấy gì làm niềm tin cho Phật tử? Như lời Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu một đạo tràng chuyên tu mà chỉ cần một người vãng sanh là đủ vốn rồi. Cho nên bây giờ con với cô phải hạ thủ công phu. Riêng con thì công việc Phật sự rất là nhiều. Con mong rằng bây giờ cô đừng có nấu cơm cho đại chúng nữa. Cô cũng đừng nấu cơm cho trường hạ nữa. Mà cô hạ thủ công phu để niệm Phật, nhất định mẹ con mình vãng sanh và gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Lúc bây giờ bà cô nghe con tâm sự như vậy, bà cô nói được rồi, bây giờ cô không qua bếp nữa, không ra vườn nữa, không đi đâu, thì ở nhà niệm Phật. Nếu có ai đến thì con tiếp đi, cô không tiếp khách. Và nếu có cho thức ăn thì để ở ngoài cửa chứ đừng gõ cửa. Bắt đầu từ đó bà cô hạ thủ công phu niệm Phật. Cứ niệm một sâu chuỗi tràng đếm 1, 2 sâu chuỗi tràng đếm 2 và nhớ tới 10 sâu là bà cô bỏ một cọng dây thun á qua một cái mâm. Và cứ đếm niệm đúng 10 sâu, bỏ một cọng dây thun qua cái mâm. Như vậy là buổi sáng niệm đến trưa, dùng cơm xong rồi niệm đến chiều, chiều dùng cơm xong niệm đến tối. Và tối thì bà cô mới đổ cái mâm ra, mới ngồi đếm dây thun. Được 30 dây thun, tức là được 300 sâu chuỗi tràng. Thì bà cô mới chấm vào trong cái hình Phật công cứ mà con đưa cho bà cô. Đêm nào cũng vậy, bà cô đổ dây thun ra, bà cô đếm, bà cô chấm vào cái hình niệm Phật công cứ. Rồi một thời gian thì con lại sợ là nhiều khi những lúc mà bà cô không có niệm sâu chuỗi tràng thì sợ bà cô quên niệm Phật, cho nên con mới bày cho bà cô một cách là khi mà niệm lần chuỗi thì nhớ số để chấm vào cái hình hoa sen công cứ. Còn khi mà không có lần chuỗi mà đi nấu cơm hoặc quét nhà gì đó thì bà cô hãy niệm kim can trì. Niệm kim can trì tức là niệm thầm ở trong miệng mình vừa đủ nghe. Bắt đầu bà cô thực hiện. Cho đến mà khi đi nấu cơm từ thiện, bà cô lên xe ngồi phía trước, bà cô vẫn thầm thầm trong miệng: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Và bà cô ở trong thất mà khi không lần chuỗi cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, bà cô thực hiện cái kim can trì này chỉ có 5 tháng. Và bà cô niệm Phật công cứ chấm hình hoa sen cũng chỉ có 5 tháng.
Bắt đầu từ khóa tu Phật thất lần thứ nhất là bà cô hạ thủ công phu. Và bà cô niệm Phật như vậy, mỗi lần buổi tối ngủ mà bà cô mà nằm mơ á, thì bà cô vẫn cứ niệm, niệm trong mơ, niệm to tiếng luôn, thì giả nghe. Và ai cũng nói rằng sao ngộ, bà cô niệm Phật đến mức độ mà ban đêm ngủ chiêm bao vẫn cứ niệm Phật. Đó là một cái điều rất tốt. Cho nên chúng ta phải cố gắng niệm như thế nào mà khi nằm ngủ mà có chiêm bao thì chúng ta vẫn cứ niệm Phật. Như vậy mới là nhập tâm. Bà cô niệm Phật miên mật trong 5 tháng. Và cái sự mà hạ thủ công phu niệm Phật của bà cô đạt được rất nhiều kết quả. Hôm nay con xin kể để chúng ta thực tập và tu để được vãng sanh như bà cô. Và trong con người chúng ta, ai ai cũng có một sự linh. Khi còn nhỏ, có những điều chúng ta không thích, không muốn làm, hoặc là chúng ta có một linh cảm gì đó, thì chúng ta có một cái nỗi buồn, man mác. Thì hôm nay con cũng xin kể cái linh cảm của bà cô viện chủ trước ngày vãng sanh, và cái linh cảm của con trước ngày bà cô vãng sanh. Trước đó khoảng một tháng, thì tự nhiên cứ mỗi lần mà con nhìn bà cô, con nhìn rất là thân thương. Không hiểu tại sao mà mình có một cái nhìn lạ, nhìn hoài, nhìn bà cô mà trong cái tư tưởng lại khởi một ý niệm. Không biết mẹ con mình ngày nào chia tay. Và cái câu này trong đầu con nó cứ lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần nhìn bà cô thì cứ nói, không biết ngày nào mẹ con mình chia tay. Mà lúc đó bà cô rất khỏe, không có bệnh hoạn gì. Mà tại sao con có một linh cảm là không biết ngày nào mẹ con mình chia tay. Và cái linh cảm đó, cho nên vào một buổi chiều sau khi ăn cơm xong, mỗi lần mà con vào thất để dùng cơm với bà cô thì thấy bà cô đang nhắm mắt niệm Phật thì con chẳng dám làm động niệm. Phải đứng đó đợi bà cô niệm cho hết số. Xong bà cô mới mở mắt ra. Bà cô nói con đi ăn cơm hả? Thế là hai mẹ con cùng ăn cơm. Thì con mới nói rằng cô ơi, khi nào rảnh thì cô đọc tiểu sử cho con ghi lại. Mặc dầu bây giờ cô rất khỏe, nhưng con muốn ghi lại cái tiểu sử. Lúc đó bà cô rất là vui vẻ, nó con đem giấy viết ra cô đọc cho con viết. Thế là bà cô đã đọc cái tiểu sử và đã viết cái tiểu sử đó trước một tháng. Đồng thời, cái linh cảm này khiến cho con trước một tuần lễ, vào một buổi chiều đã ăn cơm với bà cô thì tự nhiên con hỏi một cách vô tư và hồn nhiên thôi. Hỏi cô ơi, cô muốn mà lúc 100 tuổi già mà cô nằm xuống thì cô muốn nằm ở đâu? Lúc đó bà cô rất là vui, bà cô cười và bà cô nói rằng con hỏi chi vậy? Lúc đó con mới trả lời rằng không phải tự nhiên con hỏi, mà con muốn cho cô và con chết tại Amitabha để được đại chúng hộ niệm. Thì bà cô nói, nhất định như vậy đi nha. Đó là trước một tuần lễ là cái sự linh cảm khiến cho con hỏi bà cô như vậy. Và con hỏi là khi bà cô tới tuổi già thì con phải làm đám như thế nào? Có cần rước ban kinh sư, hay là có cần trai đàn chỉnh tế, hay là nhạc kèn gì không? Bà cô nói không. Bà cô rất muốn là khi bà cô ra đi là chỉ có niệm Phật tiễn đưa mà thôi. Đó là tâm nguyện của bà cô. Đó là phần linh cảm của con. Còn riêng bà cô cũng có linh cảm, nhưng bà cô không nói ra. Bây giờ khi bà cô vãng sanh
thì tất cả mọi người đến nói và con đã biết đó, đó là sự linh cảm của bà cô. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2009 là ngày giỗ của em bà cô, là tức là con kêu bằng cậu Năm ở Nha Trang, và bà cô đã ra đó để dự cái lễ đám giỗ của người em mình. Khi mà sau khi cúng xong, bà cô chia tay để lên xe, thì tự nhiên bà cô có một linh cảm rằng lần này là lần cuối cùng mình không có ra Nha Trang nữa. Và bà cô ôm những người trong gia đình, bà cô khóc. Thì lúc đó con rất lấy làm ngạc nhiên, con nói rằng: bà cô, sao kỳ vậy, cậu Năm chết lâu rồi bà cô khóc làm gì? Nhưng con không ngờ rằng đó là một sự linh cảm báo trước để bà cô ra đi. Đó là ngày 19 tháng 3 và bà cô mất ngày 22 tháng 4, tức là trước một tháng. Sau khi cúng xong thì gia đình phái đoàn cùng đi qua Đà Lạt để mua đồ la ghim về cho bà cô nấu cơm từ thiện. Thì khi qua tới Đà Lạt, chúng Long Vân vui vẻ xuống những cái thác nước Đà Lạt để chơi, thì riêng con và bà cô không có xuống thác mà ngồi ở trên để uống nước. Lạ lùng một điều, khi ngồi ở trên uống nước thì con ngồi cạnh bà cô, nhưng mà tự nhiên trong lòng con nó cứ khởi cái niệm là không biết mẹ con mình ngày nào chia tay, mà nhìn bà cô mà khóc, khóc mà giấu bà cô, không cho bà cô thấy. Thì bây giờ có một tấm hình chụp lại cái ngày ở Đà Lạt, thì lúc đó đại chúng đem hình ra nói: ủa sư phụ, sao lúc sư phụ ngồi với bà cô mà con thấy sư phụ khóc vậy? Nói không biết tại sao lúc đó trong lòng có một cái tư tưởng kỳ như vậy. Và tấm hình này cũng còn được chụp kỷ niệm ở Đà Lạt. Về phần bà cô thì bà cô linh cảm nhiều lắm, nhưng mà cô không có nói ngày nào bà cô ra đi. Bà cô chỉ nói rằng nhất định như vậy đi, nhất định là mất tại Amitabha, vãng sanh tại đây. Trước đây 40 năm bà cô có giữ một cái cân bằng cân bàn nhỏ nhỏ thôi. Thì trước đó khoảng chưa được một tháng, bà cô có dịp đi về quê để phóng sanh. Đặc biệt là năm 2009, từ đầu năm cho đến lúc bà cô vãng sanh là bà cô đã đi phóng sanh 3 lần tại quê hương của mình. Một lần đi như vậy rất là cực khổ gian nan, là phải ngồi ở trên cái ghe gian nắng suốt một ngày. Vậy mà mỗi lần đi phóng sanh về, bà cô rất vui và bà cô nói với con nè: con ơi, cô rất muốn đi phóng sanh nữa. Vì những con cá, nó nhìn bà cô rất là dễ thương, nó nhìn mà nó không nháy mắt, nó nhìn mà nó muốn cầu cứu với cô, phóng sanh cho nó. Cho nên phóng sanh xong về khoảng chừng một tuần là đi nữa, đi phóng sanh nữa, có bao nhiêu tiền phóng sanh hết. Và cái lần đó đi phóng sanh, bà cô là âm thầm mang theo cái cân bàn nhỏ nhỏ. Bà cô đích thân giao lại cái cân này cho một người bà con tên là cậu và mợ Út Bần. Thì bà cô nói như thế này: cái cân này là cân của dòng họ tôi giữ 40 năm, bây giờ tôi không giữ nữa, giao lại cho quý vị đó. Như vậy trước đó nửa tháng, bà cô đã có một linh cảm sắp xếp tòa. Thì con lại cứ rút cái tay lại, bà cô lại cứ nắm cái tay. Bà cô nắm cái tay và dẫn con đi hát một cái bài Ánh Đạo Vàng. Đi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đi 3 vòng như vậy, hát hết bài Ánh Đạo Vàng. Như vậy bà cô đã dẫn con đi những đoạn đường cuối cùng. Lúc đó con cũng cảm thấy rằng có cái điều hơi lạ, nhưng cũng vẫn chưa hiểu được
là bà cô có một sự linh cảm như vậy. Chào đại chúng lần cuối, hát tặng đại chúng lần cuối, và nắm tay con mình dẫn đi trên đoạn đường hát bài Ánh Đạo Vàng. Tất cả đều là cái điềm xảy ra mà chúng ta cũng không có cảm nhận được. Những cái ngày cuối của bà cô đạt được một cái niệm Phật tam muội lạ lùng. Trước đó khoảng có 5 ngày thôi, thì bà cô nói với con ơi, sao mà lỗ tai bên phải của cô nè, nghe cái tiếng niệm Phật suốt cả ngày đêm, tự nhiên nghe. Lúc đó con không có tin, con nói rằng chắc cô niệm Phật nhiều quá cho nên cô nghe, chứ làm sao mà được nghe tiếng niệm Phật. Bà cô nói không. Bà cô để tay lên ngực và nói rằng bây giờ cô không niệm Phật. Lỗ tai này không nghe, mà lỗ tai này nghe, nghe cái tiếng niệm Phật suốt cả ngày đêm, tự nhiên nghe. Con cũng vẫn chưa tin. Nhưng có điều làm con đặc biệt là thấy lạ là trước đó khoảng có 3 ngày thôi, tình cờ một buổi sáng con bước vào trong thất của bà cô, và bà cô đang đứng ở cái bàn uống nước. Thì thông thường mỗi khi bà cô thấy có người đến cửa phòng thì bà cô đều phải nhìn ra xem ai là người vào thất của mình. Nhưng những ngày này bà cô được nghe tiếng niệm Phật, cho nên bà cô nhập tâm, bà cô niệm Phật theo và không có quan tâm đến những người chung quanh của mình nữa. Con mở cửa, bà cô cũng không dòm tới. Con đi đến ngay chỗ bà cô đứng, bà cô cũng không thấy luôn. Bà cô thù thì thầm thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì con tưởng đâu bà cô nói chuyện với ai. Thì con đứng sau lưng và con nghe thật thật kỹ xem bà cô nói chuyện với ai. Một mình trong thất thì con nghe rất kỹ bà cô niệm Phật Kim Cang Trì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì con rất là cảm phục trong lòng. Ồ, tại sao bà cô nhập tâm đến mức độ bà cô không còn thấy cảnh vật bên ngoài làm động niệm của mình nữa. Và con vào trong thất lấy đồ rồi đi ngang bà cô cũng không thấy luôn. Rồi con đứng con nghe bà cô niệm Phật, bà cô cũng không thấy luôn. Rồi con mở cửa con đi ra khỏi thất, bà cô cũng không thấy luôn. Bà cô chỉ có niệm Phật thôi. Cho nên những cái ngày trước khi bà cô đã đi, bà cô đạt được ở cái chỗ là niệm Phật nhất tâm, mà được nghe cái tiếng niệm Phật trong cái tai mình, gọi là niệm Phật tam muội. Và những cái ngày trước khi vào tu Phật thất, bà cô có bị quan gia trái chủ đến đòi. Và bà cô tâm sự với con nè: con ơi, tự nhiên chiều hôm qua cô đang tắm mà đau lưng kinh khủng. Tự nhiên đau lưng mà không biết tại sao đau lưng. Thì cô biết rằng đó là quan gia trái chủ đến đòi cô. Cho nên cô mới nói to ở trong phòng tắm nè: tôi biết rồi, tôi hứa với quý vị là sẽ niệm Phật để hồi hướng công đức cho quý vị là những vị quan gia trái chủ. Tôi hứa là tôi sẽ làm. Bà cô nói xong rồi, bà cô không có kịp lau mình, chỉ mặc quần áo mà không kịp gài nút luôn. Bà cô lên võng, xách xô chuỗi niệm từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Niệm 2 tiếng đồng hồ thì đau lưng nó hết tiêu, không có đau lưng nữa. Và bà cô niệm xong, bà cô hồi hướng công đức này cho quan gia trái chủ. Trong 5 tháng hạ thủ công phu, bà cô mỗi thời khóa đều hồi hướng cho quan gia trái chủ, là những chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp mình đã ăn thịt chúng sanh, thì những vị đó gọi là quan gia trái chủ. Mà thông thường những người trước khi lâm chung thì quan gia đến đòi, và bà cô có đến đòi bà cô, đó là đau lưng. Nhờ niệm Phật 2 tiếng đồng hồ
hồi hướng cho quan gia và bà cô hết đau lưng. Qua ngày sau bà cô khoe, bà cô nói: con ơi, quan gia đến đời và nhiệm màu lắm, cô niệm Phật, cô hồi hướng là hết đau lưng. Chứ nó đau ghê lắm, nó đau mà cô tưởng là phải đi nằm bệnh viện thôi. Chỉ có niệm Phật mà hết đau lưng. Như vậy quý vị thấy là chúng ta phải nhớ là khi còn sanh tiền, chúng ta tu niệm Phật thì phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Có như vậy khi chúng ta đi mới được nhẹ nhàng thanh thản. Bà cô vào khóa tu. Trước khi vào khóa tu, bà cô dặn dò: con ơi, sau khi tu mãn khóa thì mẹ con mình sẽ đi phóng sanh ở ba con sông lớn. Con nhớ cái điều này nha, sau khi tu xong là lập tức đi phóng sanh. Vì vậy mà khi bà cô vãng sanh thì trong vòng 7 ngày con đã vâng lời bà cô và đi phóng sanh ở ba con sông lớn như tâm nguyện của bà cô. Vào tô Phật thất ngày 21, trọn vẹn một ngày, bà cô rất tinh tấn tu tập. Một ngày 6 thời ở chánh điện này, bà cô đều có mặt đầy đủ. Và trong năm khóa tu, trong suốt năm khóa, có những khóa tổ chức niệm Phật một ngày một đêm, bà cô vẫn đi đủ một ngày một đêm. Không bao giờ trên chánh điện bà cô bỏ xuống nửa chừng. Cũng không bao giờ bà cô vắng mặt ở chánh điện, mà là người lên đầu tiên và là người xuống cuối cùng của khóa tu. Trong năm khóa, bà cô rất là tinh tấn tu tập, mặc dầu có tuổi già sức yếu. Mỗi lần sau khóa tu, giờ giải lao, đại chúng được nghỉ 15 phút để uống nước giải lao, thì bà cô vào trong phòng mà không nghỉ giải lao, ngồi lên giường xách chuỗi niệm Phật. Chỉ có 15 phút giải lao mà bà cô vẫn tranh thủ tu để niệm Phật. Đó là trong năm cái khóa tu, con là người duy nhất được gần gũi bà cô, và Diệu Chơn cũng là người thị giả cũng được gần gũi bà cô trong những khóa tu, cho nên biết bà cô tu rất là miên mật, không có nói chuyện nhiều, chỉ có niệm Phật, giải lao cũng niệm Phật. Đêm 21, tức là tu được một ngày, thì đêm 21, Phật tử Diệu Thơm là cô mà bây giờ đang có ngồi trong đạo tràng này, Diệu Thơm vào thăm bà cô và cúng dường cho bà cô những cái bánh. Thì Diệu Thơm và bà cô cùng nói chuyện với nhau, và trong câu chuyện thì bà cô có nói rằng bà cô lớn tuổi rồi, bà cô đi là phải, bà cô bây giờ mà có mất cũng là vừa rồi. Thì lúc đó con cũng nói rằng con cũng vậy, con cũng đang luôn luôn chuẩn bị cho một chuyến đi của mình về Tây Phương, chứ không đợi lúc già. Bà cô nói rằng ông này chưa được đâu, cô được rồi, ông này chưa được, trụ trì còn nhiều việc lắm. Thế là lúc đó bà cô nói câu này thì có Diệu Thơm, Phật tử Diệu Thơm ngồi trong đạo tràng cũng nghe rất rõ bà cô nói rằng ông trụ trì này chưa được đâu, công việc còn nhiều. Thì cái đêm 21 bà cô nói xong rồi, khuya 22 lên lại 48 lời nguyện, thì bà cô cũng lên lại, cũng lên tu, cũng sinh hoạt với đại chúng như là bình thường, không có gì xảy ra. Một điều mà đặc biệt là trong 4 khóa tu trước không có, mà chỉ có khóa tu Phật thất lần thứ 5 mời Thượng tọa Giảng Sư, Thượng tọa Bụ Chánh đến giảng cho khóa tu, thì Thượng tọa đến trễ, thay vì 8 giờ thuyết pháp mà đến 9 giờ Thượng tọa. Trong thời gian đại chúng lên chánh điện ngồi từ 8 giờ thì con rất là nóng ruột, là sợ đại chúng ngồi chờ đợi, cho nên con phải lên để nói chuyện này chuyện kia để đại chúng khỏi cái nóng ruột. Lúc đó con mới đem cái câu chuyện mà trong cái bài sám nhất tâm: in như thiền định họ bàn thuở xưa.
Người tu pháp môn niệm Phật luôn luôn tụng cái bài sám này và cầu nguyện cho mình khi vãng sanh được như là gia đình của ông Bàn Công Quẩn vậy. Thì nơi cái đạo tràng này, lúc bấy giờ mọi người đang nghe cái câu chuyện Bàn Công Quẩn, thì ở trong phòng bà cô cũng kể cho Diệu Chơn thị giả nghe câu chuyện của ông Bàn Công Quẩn. Như vậy hai bên đều nói về cái sức thiền định mà sự ra đi an lành của gia đình ông Bàn Công Quẩn là buổi sáng khóa tu. Sau khi nóng ruột chờ đợi, con chạy vào phòng để điện thoại thử xem thượng tọa giảng sư tới đâu. Thì lúc đó con thấy bà cô ngồi trên giường và đang lần chủ niệm Phật. Hai mẹ con không nói câu nào, nhưng bà cô mở mắt ra thấy con đang cầm điện thoại nói chuyện. Thì con biết rằng cái niềm lo của bà cô là tại sao bỏ chúng ở chánh điện này mà lại vào phòng để điện thoại với ai. Cho nên con tự nói một mình. Con điện thoại cho thượng tọa giảng sư xem thượng tọa đến đâu rồi mà giờ này 8 giờ rưỡi mà chưa thấy đến. Thì bà cô vẫn niệm Phật mà nghe con nói, thì bà cô gật đầu. Gật đầu hiểu là đang điện thoại cho thượng tọa giảng sư. Bà cô chỉ gật đầu mà không nói câu nào, niệm Phật tiếp. Và con trở ra chánh điện này, con kể cho đại chúng nghe câu chuyện Bàn Công Quẩn. Thì bà cô ở trong đó cũng kể cho Diệu Chơn nghe câu chuyện đó. Khi mà giảng sư đến tại đạo tràng này, ni chúng chùa Long Vân ra báo là thượng tọa giảng sư đến, thì con cho sư cô tiên biết để chuẩn bị cái đội hình trang nghiêm cùng thỉnh giảng sư. Lúc đó đại chúng đồng khởi thân đứng lên, thì con và một cô nữa chạy ra phía trước bưng mâm khai lễ để cung thỉnh giảng sư. Bà cô nghe sư cô tiên giới thiệu giảng sư đã đến đạo tràng Long Vân, thì bà cô đứng lên đắp y. Và Diệu Chơn thì giả dẫn bà cô ra nơi cái chánh điện này. Lúc đó đại chúng cũng đang trong tư thế pháp phục trang nghiêm để cung đón giảng sư. Bà cô đứng ngay chỗ vị trí số 1 này, ở ngay chỗ chánh điện đây, và trong cái tư thế trang nghiêm để cung đón giảng sư. Trong cái đạo tràng khoảng là gần 200 vị hành giả tu tập của khóa tu Phật Thất lần thứ 5 cũng mặc áo tràng trang nghiêm, cũng ngồi, cũng đứng để mà đón giảng sư. Lúc đó có một vị chúng Long Vân hiện giờ ngồi ở nơi đạo tràng này, đó là cô Diệu Tri, cũng đứng trong cái đạo tràng mà đứng bên tay phải, bà cô đứng bên tay trái ở phía trước. Thì cô Diệu Tri tình cờ nhìn lên thấy bà cô đắp y và bước ra chánh điện. Lúc đó Diệu Tri thấy được một điềm rất lạ, và cô Diệu Tri đã có viết cái tâm của mình và sự thấy của mình trong cái quyển kỷ yếu của bà cô. Hôm nay con cũng xin đọc một đoạn để cho Chư Tôn Đức Ni và đại chúng thấy được cái điềm lành của bà cô trước vài phút bà cô vãng sanh. Thì cô Diệu Tri viết như thế này: Nguyện ngửa nguyện xin mười phương chư Phật từ bi gia hộ và chứng minh cho những lời nói bằng tấm lòng chân thật của con. Bằng mắt thật hay bằng tâm thức, con đã thấy điềm lạ trước lúc bà cô ra đi. Xin bà cô gia hộ cho con. Điều con kể ra đây khiến mọi người nghe rồi không nghi ngờ mà phát tâm bồ đề. Khi thấy điềm lạ ấy, con rất ngạc nhiên, bởi vì đến với con sao mà bất ngờ, nhẹ nhàng quá. Con thầm nghĩ và tự hạnh phúc, chắc đây là duyên lành và phước của con. Đó là con đã thấy được tướng tốt của bà cô lúc sắp ra đi.
con cũng nghĩ có phải đây là hào quang của Đức Phật A Di Đà soi đến thân bà cô không? Mà sao lúc đó khiến cho con có một cảm giác rất mát mẻ, hạnh phúc và lòng tin ở tự tâm? Cảm giác này con không thể nào nói hết được. Thật sự mà nói, con cũng không muốn kể việc này cho ai nghe, vì con thấy rất là khó kể. Con nghĩ khi kể ra, có ai tin không? Nhưng bản thân con tự thấy đây là duyên lành và hạnh phúc của con. Do vậy bây giờ con xin kể ra điều mà con đã thấy. Cô Dự Tri cổ thấy bà cô bước ra, sắp sửa đến cái chỗ này còn mấy bước thôi, thì cổ thấy bà cô rất là đẹp, đẹp lạ lùng, thân hình cao lớn ra và một màu vàng rực phủ lên người bà cô. Thì cô Dự Tri rất ngạc nhiên, tại sao hôm nay bà cô lại mặc áo tràng màu vàng? Tại sao hôm nay bà cô lại đắp y màu vàng, mà trong khi đó cái y của bà cô là màu này, tức là cái màu vàng đất, màu vàng nâu nâu này. Còn bà cô mặc áo tràng lam, giống như áo tràng này. Vậy mà lúc đó là Dự Tri thấy cái áo tràng này thành một màu vàng tươi, vàng rất đẹp. Cái y này cũng là cái màu vàng tươi, màu vàng rất đẹp. Đó là Dự Tri thấy như vậy, chắc có lẽ là ánh hào quang của Đức Từ Phụ A Di Đà phổ chiếu đến thân bà cô trước vài giây phút bà cô nhẹ nhàng ra đi. Và hai cái điều mà cô Dự Tri thấy lạ nhất trong khóa tu. Điều thứ nhất là cái ngày 21 bà cô tu ở chánh điện này. Thông thường mỗi lần đi kinh hành vào thì đại chúng tập trung vào, thì bà cô là người ngồi phía trước này, bà cô luôn luôn nhìn Phật và niệm Phật. Nhưng đặc biệt ngày tu đầu tiên và ngày thứ nhì là bà cô vãng sanh đó, thì ngày đầu tiên ngày đó bà cô tu mà bà cô không có như thường lệ nữa. Mà khi đại chúng kinh hành vào hàng thì bà cô lại quay ngược cái mình trở lại nhìn xuống ở cuối chánh điện. Thì cô Dự Tri cũng đã thấy được cái điều lạ của bà cô. Ủa, tại sao bà cô lại không nhìn lên Phật mà bà cô lại quay mình ngược hơn những khóa tu trước? Quay nhìn ai? Nhìn ai ở cuối chánh điện đó? Và cô Dự Tri đã có viết lên một cái đoạn này. Ngày đầu tiên ở khóa tu như thường lệ, quý sư cô và Phật tử đi kinh hành niệm Phật. Mọi người đã vô hàng lối rất chỉnh tề và trang nghiêm. Hai sư cô cầm mỏ và đánh khánh, rước sư phụ ở cuối chánh điện từ từ tiến lên trong tiếng niệm Phật của đạo tràng. Bà cô đứng đầu tiên gần chánh điện, từ từ xoay mình lại và tay lần chuỗi niệm Phật và ánh mắt khác lạ. Lúc này con không diễn tả được. Và con thầm nghĩ, hôm nay sao bà cô lạ thế? Vì bao khóa rồi, bà cô có quay lại bao giờ? Mỗi lần bà cô hay ngồi nhìn Phật và niệm Phật, nhưng hôm nay bà cô đứng quay lại. Con nghĩ bà cô đang nhìn và rất hài lòng về người con gái yêu quý của mình đang từ từ tiến lên, vì bà cô đã làm xong tâm nguyện và bổn phận của mình. Đó là cái điều mà cô Dự Tri thấy lạ. Đó là ngày hôm trước, ngày hôm sau bà cô ra đi. Và điều thứ hai là cô Dự Tri thấy được cái màu vàng rực rỡ bao phủ bà cô trước khi bà cô bước vào cái vị trí đứng. Vậy thì sự ra đi của bà cô rất là nhiệm màu và vi diệu.
đại chúng cũng thấy là cái sự mầu nhiệm của người vãng sanh, ngoài ba việc tín hạnh nguyện để chúng ta lấy đó làm niềm tin chắc chắn người đó vãng sanh, thì bà cô lại có đủ ba điều kiện nữa để chúng ta chắc chắn rằng được vãng sanh. Một là thân không tật bệnh. Khi bà cô ra đi là lục phủ ngũ tạng của bà cô còn nguyên vẹn, không có đau cái gì hết. Hai là bà cô ra đi trong chánh niệm niệm Phật. Bà cô đứng ngay vị trí này, chắp tay niệm Phật, và sư cô Tường Vi, cô Liễu Chân, cô Hương Như, quý sư cô đang đứng ở sau lưng bà cô đều nghe tiếng niệm Phật của bà cô. Bà cô niệm Kim Cang Trì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bà cô vẫn niệm. Cho nên sự ra đi của bà cô, một, thân không tật bệnh; hai, ý không điên đảo, lúc đó bà cô nhất tâm niệm Phật; ba, tâm luôn chánh niệm niệm Phật. Và ba cái điều này chúng ta nhất quyết, nhất định là bà cô vãng sanh. Cái điều mà chúng ta đang muốn nói đến hôm nay đó là cái sự nhiệm màu của pháp môn niệm Phật và cái lập nguyện của bà cô. Thứ nhất, ai ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một ngày ra đi. Cũng có nhiều vị chết cũng nhẹ nhàng lắm, ví dụ như là nhồi máu cơ tim, hay hoặc là đứt mạch máu não, hay là xuất huyết não, vân vân, hay là đột quỵ. Cũng có nhiều vị đi nhẹ nhàng. Nhưng mà đặc biệt ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến bà cô được 6 cái điều mà chúng ta cần phải thấy được, đó là cái sự nhiệm màu của người tu pháp môn niệm Phật. Thứ nhất là bà cô ra đi ở đâu? Đứng trước Đại Hùng Bảo Điện Trang Nghiêm. Đó, quý vị có muốn được như vậy không quý vị? Muốn, muốn Phật. Thứ hai, đứng trước Đạo Tràng Trang Nghiêm. Mà ví dụ như là lúc đó chúng ta đang đi đâu tình cờ đi ngang chánh điện rồi chúng ta vãng sanh thì đâu có tốt. Mà đứng trước Đạo Tràng Trang Nghiêm mà y hậu Trang Nghiêm. Như vậy quý vị có muốn như vậy được không? Muốn luôn. Như vậy là y hậu Trang Nghiêm, đứng trước Đạo Tràng Trang Nghiêm là hai điều. Điều thứ ba, đứng trước Đạo Tràng Trang Nghiêm, y hậu Trang Nghiêm mà tâm mình chánh niệm niệm Phật là cái điều mà chúng ta cần phải gì? À, cần phải nguyện. Là ba điều. Điều thứ tư, chẳng những là niệm Phật trước khi vãng sanh mà trong đạo tràng có 200 hành giả đang tu tập cũng chứng minh sự ra đi vãng sanh an lành của bà cô nữa. Vậy là quý vị thấy sao? Sướng quá, đúng không? Rồi, chưa đủ mà bà cô ra đi canh giờ khiến cho giảng sư phải bị trễ xe lui đúng 9 giờ là đúng cái giờ bà cô phải ra đi. Cho nên thượng tọa giảng sư rất là ngạc nhiên, là thượng tọa tâm sự rằng tôi chưa từng đi giảng trễ một lần nào. Vậy mà ngày hôm đó 8 giờ xe bị hư, rồi tôi kêu xe taxi mà taxi đến một bên thì chờ, tôi thì đợi. Cuối cùng điện thoại miết thì xe đến và đến Long Vân trễ đúng 1 tiếng đồng hồ. Vậy thì sự ra đi của bà cô Âu là một sự sắp xếp của 10 phương chư Phật để thượng tọa giảng sư cũng chứng minh sự ra đi an lành và nhẹ nhàng của người niệm Phật vãng sanh. Chưa hết, còn nữa. Vậy thì đứng trước Đại Hùng Bảo Điện Trang Nghiêm, trong y hậu Trang Nghiêm, trong tiếng niệm Phật của đại chúng, trong 200 hành giả tu tập, trong sự chứng minh của thượng tọa giảng sư và trong tiếng trống bát nhã hùng hồn của đạo tràng đưa tiễn một người ra đi an lành về Tây Phương Cực Lạc. Đó, quý vị thấy chưa? Chàng ơi, bây giờ nhớ lại thấy sao mà hạnh phúc, mà vui, mà sung sướng quá. Tất cả trong đạo tràng chúng ta, nếu chúng ta muốn được sự vãng sanh
an lành, nhẹ nhàng như bà cô, thì tất cả đồng chắp tay và chúng ta phát nguyện vãng sanh để được mười phương chư Phật chứng minh, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ được như bà cô. Đồng tu niệm Phật A Di Đà Phật, đồng nguyện vãng sanh. Màu của người vãng sanh là chúng ta đã được nghe rồi. Bây giờ đến nói đến cái vấn đề phước báo của người vãng sanh. Cực kỳ phước báo, hay lắm quý vị. Bởi vì cái bản thân của bà cô, quý vị biết rồi, thích phóng sanh chưa đủ mà niệm Phật để hồi hướng cho quan gia trái chủ nữa. Như vậy khi bà cô ra đi, cái thân thể bà cô không có bị đau nhức, không có hành xác, không có cái gì để gọi là đau đớn hết. Bà cô nhẹ nhàng, từ từ, nghiêng nghiêng từ từ, và vẫn cứ niệm Phật, ngộ vậy đó. Chứ không phải như người ta xỉu mà lầm thinh, bà cô không có. Nghiêng từ từ mà miệng vẫn niệm Phật, cho đến một giây thở cuối cùng, miệng vẫn còn niệm Phật. Vậy thì cái phước báo của bà cô thứ nhất là bản thân bà cô không có đau đớn. Và khi mà đại chúng khiêng bà cô vào trong giường thì bà cô tự nhắm đôi mắt của mình, tự nhắm khép kín và tự ngậm cái miệng khép kín luôn. Nước mắt không có chảy ra như những người mà người ta chết. Và bà cô á rất là sạch sẽ, không có bị tiểu tiện giống như những người mà người ta chết đột quỵ, không có. Nhẹ nhàng, sạch sẽ, an lành. Mắt tự nhắm, miệng tự ngậm, không chảy nước mắt, không có đàm giải, không tiểu tiện gì. Đến mức độ mà quý vị biết rằng khi bà cô nằm như vậy, đắp cái mền quang minh và đại chúng niệm Phật, cho đến 6 giờ rưỡi chiều làm lễ nhập quan mà không ai đụng vào bà cô để lau mặt, lau tay chân hay là thay quần áo gì cả. Là bởi vì sao? Là bởi vì bà cô quá ư là sạch sẽ, có gì để mà lau mặt lau tay chân. Bà cô đang tu cho nên quần áo sạch sẽ, không có gì phải thay quần áo. Bà cô nhẹ nhàng như vậy, đó là một cái phước báo của người được vãng sanh. Và một phước báo nữa là khi tẩn liệm cho bà cô thì bản thân con nghĩ rằng bà cô là người được vãng sanh thì chúng ta phải liệm khác với những người bình thường khác. Cho nên con không cho những người đạo tỳ cột tay chân bà cô hay là cột mình của bà cô, không có, cứ nằm như ngủ. Và cũng không cho đạo tỳ bỏ bà cô vào trong bịch ni lông cột lại, cũng không có. Và cũng không cho đạo tỳ chích cái thuốc mà, cái thuốc gì mà để giữ xác á, cũng không cho chích. Như vậy bà cô không bị cột ràng, không bỏ vào bịch ni lông, không chích thuốc. Cứ để như vậy mà liệm, không ướp trà, không ướp cà phê, không gì hết. Nhưng cái phước báo của người vãng sanh, quý vị thấy lạ lắm. Khi mà liệm bà cô vào trong quan tài, thì chỉ có cái môi bà cô là trắng xác, trắng bệch, không có máu me gì hết. Còn cái da bên ngoài thì vẫn bình thường. Tay chân bà cô mềm mại. Vậy mà khi liệm vào trong quan tài rồi, qua ngày mai mở nắp quan tài ra để thay những cục nước đá nhỏ nhỏ thì nhìn bà cô rất là đẹp. Là do vì đạo tràng niệm Phật suốt cả đêm, bà cô nở một cái nụ cười nhẹ nhẹ thôi và cái môi bà cô nó hồng trở lại giống như mình chưa chết. Hay như vậy. Qua ngày thứ ba mở cái nắp quan tài ra thì đặc biệt một điều
Rất tiếc là lúc đó không có quay phim được. Cái môi bà cô ở cái môi dưới này đỏ một cái màu đỏ như là người ta đánh son đỏ. Đỏ một cánh sen ngay giữa này, đó đẹp cực kỳ. Và rất là nhiều huynh đệ cũng đã chứng kiến một cái hình ảnh này ở trong quan tài. Không có quay phim cho nên hình ảnh không có được lưu lại. Mà đây là một sự thật mà con kể ra cho đại chúng nghe để chúng ta thấy được cái phước báo của người vãng sanh. Bà cô được đạo tràng trong khóa tu ở lại trong 4 ngày làm đám cho bà cô, ở lại và niệm Phật suốt cả ngày đêm cho bà cô. Cho nên bà cô nhẹ nhàng nở một nụ cười và cái môi bà cô đỏ còn đẹp hơn là lúc mà còn sống nữa. Một cái phước báo nữa, trong phim đại chúng cũng thấy, lúc bà cô ra đi là 9 giờ sáng. Vậy mà khi bà cô vừa ra đi là thượng tọa giảng sư cũng vừa đến đạo tràng. Trời mưa lất phất tiễn đưa bà cô ra đi. Chư thiên rải hoa, cho nên trong cái phim không thể nào quên, đại chúng cũng nhìn thấy là thượng tọa giảng sư được che cây dù trước khi bước chân đến ngay cổng Amitabha. Những giọt mưa, mà mưa lạ lùng, không phải là mùa mưa nhiều, mà cũng không phải là những ngày áp thấp nhiệt đới, tự nhiên lúc đó lại trời mưa. Và sau cái cơn mưa lất phất đó, không có mưa nữa, hay thiệt. Trong 4 ngày làm đám cho bà cô, con rất sợ trời mưa, là bởi vì che rạp ở bên ngoài, nếu trời mưa thì tất cả đại chúng đều bị ướt mưa. Nhưng mà hay lắm, nhiệm màu lắm. Trong 4 ngày không có trời mưa. Trời quang mây tạnh, mát mát thôi, không có nắng lắm. Và lo 4 ngày chu toàn. Nhưng đặc biệt là đến cái ngày làm lễ động quang của bà cô, động đến trời đất. Lúc 6 giờ động quang thì khoảng chừng 4 giờ 15 phút trời dần dũ mây đen kéo đến. Và trên bầu trời một màu đen như mực, không còn thấy một cái ngôi sao nào hết, chỉ thấy có mặt trăng thôi. Bởi vì ngày cuối tháng cho nên mặt trăng trễ. Còn một điều phước báo nữa là khi mà liệm bà cô thì ngay nơi cái phòng này, phòng nhỏ nhỏ này, bắt đầu có một mùi thơm. Mùi thơm này suốt một ngày, tất cả các phái đoàn đến viếng và bước vào phòng đều nghe cái mùi thơm này. Và ai cũng đều nói rằng một mùi thơm rất là lạ. Không phải là mùi nước hoa, không phải là mùi trầm, mà một cái mùi lạ mà rất là thơm ở trong phòng của bà cô. Khi mà đã khiêng bà cô đi tận liệm bà cô. Thì cái điều đó các phái đoàn cũng đến và cũng nói cho môn đồ biết được, đó là cái phước báo của bà cô. Và buổi đêm như vậy, trước khi làm lễ động quang là trời mưa. Trời mưa mà ướt luôn cái xe hoa, ướt luôn đất luôn, thì con rất lo ngại về đội hình di quang của bà cô. Nhưng mà đó là trời mưa hoa để đưa tiễn bà cô thôi, chứ thật sự trời không có mưa. Sau cơn mưa đó, đúng 6 giờ lễ động quang thì trời bắt đầu nắng trở lại và nắng suốt luôn. Vào buổi chiều 3 giờ đi hốt cốt của bà cô đem về. Và đại chúng tập trung lại để lựa những cái mảnh xương màu để thờ cho bà cô. Và đêm đó 7 giờ trời mưa kinh khủng, mưa ngập tràn cái đạo tràng Long Vân, mưa trôi dép trôi dài. Là 4 ngày không mưa, đến cái đêm hốt cốt bà cô về trong lúc lựa xá lợi là ngoài trời mưa thật là lớn, mưa lớn chưa từng thấy cái cơn mưa đó. Cho nên sự ra đi của bà cô cũng được chư vị thiện thần hộ độ cho môn đồ pháp quyến được trọn vẹn làm cái lễ tang của bà cô mà không có sự mưa gió gì hết. Cuối cùng khi đưa bà cô vào lò thiêu, lúc đó con rất là bình tĩnh đại chúng niệm Phật châm lửa để hỏa thiêu nhục thân của bà cô. Con quỳ xuống và khấn nguyện, nếu bà cô thật sự vãng sanh thì con mong rằng cô để lại cho đạo tràng Amitabha một cái gì đó
để làm niềm tin cho người con Phật niệm Phật. Con chỉ một lòng tha thiết vái người như vậy thôi. Cứ nguyện và cứ nguyện cho đến khi nào cái kim quan bà cô đã được đúc vào trong lò thiêu. Và cái ngày hốt cốt của bà cô đem về thì lạ lùng thay. Như trong kinh thì Đức Phật nói, nếu mà người nữ, mà nhất là người nữ mà có gia đình, thì người nữ là xương màu gì quý vị? À, xương màu đen, nhưng bà cô lại xương trắng, trắng bung vậy đó, trắng như bông bưởi vậy, mà nhẹ, xương trắng. Trong xương bà cô có hai loại xương, một là một màu xương trắng, thật trắng, hai là rất nhiều mảnh xương màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, đó, nhiều mảnh xương màu. Và bà cô đã thật sự để lại cho đạo tràng Amitabha chúng ta một kho tàng vô giá mà chúng ta không bao giờ có thể mua được. Đó là lỗ tai nghe niệm Phật của bà cô. Quý vị đã xem phim và đã thấy là bà cô để lại một cái lỗ tai. Và những ngón tay niệm Phật nho nhỏ này, mảnh xương này vẫn còn không cháy. Trong khi đó, lò thiêu bằng ga 1300 độ. Vậy mà tất cả các mảnh xương lớn đều cháy thành tro, mà chỉ có lỗ tai này, những ngón tay niệm Phật này, với những mảnh xương màu là còn lại. Đó là một cái niềm tin để người con Phật chúng ta thấy mà phát tâm tu hành. Và những mảnh xương này được để vào trong tủ để thờ, còn cái xương trắng thì để vào trong hũ cốt và thờ ở phía trước chùa Long Vân. Thì hôm nay con cũng xin kể một điều rất là vi diệu, kỳ lạ cho đạo tràng nghe. Những mảnh xương mà màu mà chúng ta thờ đó là không phải xương bình thường đâu. Là bởi vì cô Diệu Huệ và cô Diệu Hoa, bữa nay trong đạo tràng này cũng có cô Diệu Hoa ngồi đây, là pháp tôn của bà cô, là hai vị chịu trách nhiệm về cái việc lựa xương màu để thờ. Thì hai vị này phát hiện một điều rất lạ lùng. Đó là những mảnh xương màu của bà cô không phải như những mảnh xương trắng bỏ trong hũ cốt. Là do vì khi mà chân vào trong tủ thì mấy cô thấy có một mảnh xương nó bị mẻ. Thì mấy cô mới dùng cái keo 502 để dán cái xương lại. Nhưng đặc biệt là những mảnh xương màu này không chịu keo 502. Khi để cái keo vào thì chúng ta phải cầm cho keo đưa ra. Lúc đó cái sợi keo nó kết thành, nó tủa thành sợi, nó kéo một như sợi tơ dài vậy nè, nó không dính vào trong xương. Mà thử bao nhiêu lần, nhiều mảnh xương khác cũng đều bị như vậy. Thì tưởng đâu rằng cái chai keo này nó hết đát rồi, nó không còn cái độ dính nữa, cho nên đi mua một cái chai keo khác. Và thử cũng y chang như vậy, cũng để vào, cũng kéo sợi ra vậy, nó không dính. Lúc đó hai vị này mới chạy xuống mừng quá. Sư phụ ơi, cái xương mà xương màu của bà cô lạ lùng lắm, sư phụ lên xem. Lúc đó con không tin cái điều hai cô này nói. Làm gì mà có chuyện này, tại tụi con lấy chai keo như thế nào chứ? Và lúc đó con là người đích thân thí nghiệm, và quả thật như vậy. Cái xương màu của bà cô để keo 502 vào là không bao giờ dính, nó cứ kết tủa, nó cứ đưa từng sợi ra. Lúc đó con mới muốn một bằng chứng, mới kêu đem cái hũ cốt bà cô ra đây, lấy một mảnh xương trắng ở trong hũ cốt ra, và con để cái chai keo 502 vào trong mảnh xương trắng đó, và để vào là dính liền. Cứ để vào là dính, để vào là dính, không có bị kết tủa thành sợi. Cho nên cái điều mà chúng ta mừng rỡ nhất đó là những mảnh xương lưu lại xá lời của bà cô để lại cho đạo tràng chúng ta một niềm tin kiên cố cho người vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Cuối cùng là chúng ta cần phải học cái công hạnh của bà cô. Bà cô tu phước có, bà cô tu huệ có. Tu phước tức là bà cô thường phóng sanh, thường đi cứu trợ,
bà cô nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân ở bệnh viện Long Thành. Và Tu Huệ, tức là bà cô hạ thủ công phu, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh và luôn luôn tinh tấn trong các thời khóa, lúc còn ở trong thất của mình, cũng như lúc là cộng tu với đạo tràng đại chúng. Bà cô, trong cái việc làm của mình, chúng ta rút ra được nhiều cái hay lắm. Bà cô không làm thì thôi, mà khi đã làm hết lòng, làm nhiệt tình, làm mà không hề nghĩ tới sức khỏe của mình. Bà cô nấu cơm từ thiện rất là chăm chỉ và chu đáo. Bà cô rất chu đáo. Nấu cơm cho đại chúng ăn, bà cô cũng rất chu đáo. Tự thân đi rửa từng cái nấm rơm, rồi tự sắc, tự gọt, rồi tự nấu ăn. Và bà cô làm với cái tâm nguyện tha thiết, làm tròn bổn phận của mình. Cái điều đó chúng ta cần nên học. Để làm chi? Bởi vì khi chúng ta còn sống, mà chúng ta gieo cái nhân làm việc gì cũng chu đáo, gieo cái nhân hết lòng vì mọi người, gieo cái nhân là vì lợi tha mà làm, thì khi chúng ta vãng sanh qua đời khác, cái nhân này sẽ hội đủ phước đức để chúng ta vãng sanh được cũng hội đủ nhân duyên. Chính vì vậy mà bà cô ra đi được đạo tràng chứng minh, rồi được đại chúng niệm Phật hộ niệm, rồi được phước báo không có trời mưa để đại chúng lo tụng kinh niệm Phật vân vân. Nhiều cái điều phước báo mà chúng ta cần phải học tập. Và khi tu thì bà cô rất là tinh tấn. Mặc dầu tuổi già, nhưng không khi nào bà cô viện lý do là sức khỏe yếu để ở dưới, không có. Mà có mệt cũng lên chánh điện, mà tinh tấn tu tập như vậy. Cho nên chúng ta cần phải học nơi bà cô những cái điều mà bà cô làm. Vào những ngày Bồ Tát trong trường hạ, mặc dầu bận công việc lo nấu cơm cho trường hạ, nhưng bà cô vẫn luôn luôn giữ cái buổi lễ tụng giới của mình, không bao giờ bỏ chánh điện tụng giới. Rất là tội nghiệp, với cái tuổi 79 gần 80, mà khuya 3 giờ rưỡi phải thức dậy nấu ăn cho đại chúng ăn sáng, rồi nấu thức ăn cho trường hạ ăn trưa, tranh thủ lên chánh điện để tụng giới. Cho nên có nhiều khi lên chánh điện, con thấy bà cô rung, rung vậy nè, mệt đó. Mệt là tại vì quá sức của mình. Con cũng muốn là bà cô phải có cả tu phước và tu huệ. Cho nên những cái ngày Bồ Tát, chúng Long Vân cũng đồng xuống bếp phụ với bà cô từ khuya để bà cô đủ duyên lên chánh điện tụng giới với đại chúng, không bỏ một buổi tụng giới nào trong 7 mùa hạ trôi qua. Cuối cùng thì hôm nay con kể cho Chư Tôn Đức Ni và đại chúng nghe cái công hạnh và sự vãng sanh nhiệm màu của bậc cô để chúng ta học tập. Và đúng như lời Hòa Thượng Tịnh Không nói, hôm nay đạo tràng Amitabha này chỉ có một mình bà cô là người đầu tiên vãng sanh, là đạo tràng chúng ta đã đủ vốn rồi. Còn từ đây về sau, vị nào vãng sanh tại đây là người thứ hai là chúng ta có lời rồi quý vị. Và nếu là người thứ ba vãng sanh là chúng ta tiếp tục có lời nữa. Cho nên bà cô ra đi là một điều mà chúng ta phải nói rằng rất là sung sướng và hạnh phúc khi có một người ra đi trước mà vãng sanh. Trước khi mất có mấy ngày, bà cô tình cờ hỏi con câu này: con ơi, ở chánh điện lầu trên, nếu mai sau này làm xong chánh điện thì ở tầng dưới con làm gì? Chả lẽ mình tới hai chánh điện sao? Lúc đó con mới thưa là ở lầu trên là chánh điện, còn tầng dưới này con sẽ làm giảng đường để đại chúng nghe thuyết pháp, và con sẽ làm vãng sanh đường để niệm Phật tiếp dẫn cho những người vãng sanh. Bà cô nói ờ được,
Như vậy, bà cô là người đầu tiên khai mạc vãng sanh đường của đạo tràng Amitabha. Thời gian không cho phép. Hôm nay, con đã kể hết cho Chư Tôn Đức Ni và đại chúng nghe câu chuyện về bà cô viện chủ, để coi như đó là một món quà mà chúng con cúng dường lên bà cô. Và trong khóa tu Phật thất lần thứ 15 này, đại chúng đã phát tâm niệm Phật một ngày một đêm, phát tâm tụng kinh Địa Tạng, phát tâm phóng sanh, phát tâm cúng thí thực cô hồn. Tất cả công đức này, tất cả chúng ta đồng hướng để cúng dường lên cho bà cô viện chủ chùa Long Vân. Xin thân chúc Chư Tôn Đức Ni và toàn thể thiền đường đại chúng trong khóa tu luôn được sở nguyện tùng tâm, tinh tấn tu hành, và chúng ta đồng kết tình pháp lữ, nhất định gặp nhau nơi liên trì hải hội. Thân chúc tất cả luôn an lành trong hào quang của Đức Từ Phụ A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nào có thể nói hết.